Tường Gỗ Trung Kiên xin chào tất cả anh chị ạ. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trong video giới thiệu sản phẩm của Tường Gỗ Trung Kiên. Và trong video lần này, sản phẩm em muốn mang đến cho anh chị cùng chiêm ngưỡng và thưởng lãm là một siêu phẩm mãnh hổ vồ mồi ạ. Và tác phẩm anh chị đang chiêm ngưỡng đây được chế tác trên chất liệu gỗ hương ta hương Gia Lai như chị nhé. Một tác phẩm siêu lớn, siêu VIP luôn ạ. Như anh chị đang quan sát thấy đây, tác phẩm của chúng ta giống như một bức tranh thu nhỏ đúng không ạ? Với nhân vật chính của chúng ta là chú mãnh hổ đây ạ. Chú mãnh hổ với khuôn mặt cực kỳ hung dữ, với trong đang trong cái dáng thế là đang săn mồi đúng không ạ? Chú đang chuẩn bị tiến tới những con mồi của mình ạ. Và con mồi ở đây là những cái chú nai, chú hươu đây ạ. Vâng, với những cái nét mặt được những người nghệ nhân bên em chạm khắc lên cực kỳ có hồn đấy chị nhé. Vâng, những chú lai của chúng ta đang trở thành con mồi của chú hổ ạ. Nên cái nét mặt rất là hoảng sợ đúng không ạ? Cực kỳ có hồn luôn chị nhé. Một bức tranh thu nhỏ với hội tụ được rất là nhiều yếu tố đẹp ở trong này ạ. Chú mãnh hổ của chúng ta đây, chị nhìn thần thái đấy ạ. Thần thái có tuyệt vời không ạ? Với khuôn mặt cực kỳ dữ tợn luôn, với những cái chiếc răng nanh đây ạ, những chiếc răng nanh bên em cắm đây nhìn cực kỳ đẹp luôn nhé, cực chất luôn ạ. Với những cái chi tiết rất là nhỏ như bờm của chú đấy ạ, bờm những cái sợi lông, những được cũng được chạm khắc rất là đều và nộ gió lên những cái sợi lông tươi nhé, rất là đẹp ạ. Vâng, chú hổ của chúng ta với dáng thế cực kỳ oai nghiêm thể hiện được là một vị chúa tể của rừng xanh ạ. Vâng, anh chị nhìn được những cái chi tiết họa tiết ở trên mình của chú hổ ạ. Những hoa văn đây cũng được nghệ nhân em chạm khắc, anh chị nhé, chạm khắc nổi đây ạ. Chạm khắc 3D sờ rất là sướng chị nhé, với những đường vân gỗ cực kỳ già đanh như chị ạ. Chất gỗ già đanh luôn chị nhé. Chú hổ chúng ta cực kỳ lớn luôn ạ. Những đường cơ bắp này, những thớ thịt cơ bắp cũng được nghệ nhân bên em tạo 3D nổi lên điểm nhấn, nên nhìn chúng ta nhìn thôi cũng có thể hiện được là chú hổ chúng ta có cơ bắp săn chắc như thế nào ạ. Xung quanh đây ạ là những cây tùng và những cái cánh tùng ở đây ạ. Đây là những cái hòn lon bộ, những cái tảng núi đá được thể hiện lên rất sống động ạ. Vâng, những nhà anh chị nào có cái khuôn viên rộng, phòng khách lớn á thì có thể sở hữu tác phẩm này về anh chị nhé. Bởi vì tác phẩm này có kích thước rất là lớn ạ. Nhà anh chị nào có khuôn viên lớn sở hữu tác phẩm này về thì đảm bảo tuyệt vời luôn ạ. Khách hứa đến nhà chơi thì chỉ có trầm trồ, chố mắt để xem thôi ạ. Quá tuyệt vời ạ. Hàng đục tứ diện chị nhé, cả trước cả sau ạ. Đây em đang di chuyển tới phía sau cho anh chị cùng chiêm ngưỡng ạ. Đây là phía sau của tác phẩm ạ. Hàng đục tứ diện luôn anh chị nhé. Với chất gỗ cực kỳ già luôn ạ. Những đường vân gỗ đây, những đường chun sụn thể hiện chất gỗ cực già luôn. Vâng, và em xin thông báo kích thước cho tác phẩm này ạ. Tác phẩm mãnh hổ vồ mồi này có kích thước chiều ngang 1m6 ạ, chiều sâu 65 và chiều cao 62 anh chị nhé. Kích thước em vừa thông báo đây là kích thước chưa bao gồm kỳ ạ. Trước kỳ của chúng ta bên dưới này có chiều cao là 36 ạ. Vâng, nếu tính cả kỳ này của chúng ta thì tác phẩm này của chúng ta có chiều cao là cũng phải tầm khoảng gần 1m ạ. Vâng, nếu tính cả kỳ thì sẽ cao gần 1m anh chị nhé. Đây những chú hươu của chúng ta đây ạ, thần thái đây. Cái dáng đang hối hả chạy để mong thoát khỏi lanh vuốt của chú hổ của chúng ta đúng không ạ? Vâng, cái dáng thế rất chân thực luôn ạ. Hàng đẹp tuyển chọn luôn chị nhé. Hàng đục kỹ, hàng nghệ nhân đục anh chị nhìn ạ. Những cái chiếc sừng đây ạ, chiếc sừng của những chú hươu của chúng ta đây cũng được chạm khắc hết là sừng tinh tế và kênh bong lên, lõi lên đẹp nhé anh chị nhé. Dạ vâng, tác phẩm mà anh chị đang chiêm ngưỡng đây ạ, bên em đang bán với giá chỉ có 24 triệu đồng thôi chị nhé.
một siêu phẩm VIP như thế này, chất gỗ hương ta hương Gia Lai, cực kỳ quý giá, quý hiếm và có giá trị cao. Giá chỉ có 24 triệu đồng thôi ạ. Với một cái phôi gỗ cực kỳ lớn thế này, lại còn chế tác chị bởi những người nghệ nhân lành nghề bên em nữa. Giá như vậy quá yêu thương cho chị luôn nhé. Và tác phẩm đi kèm luôn một chiếc kỷ bên dưới ạ. Một chiếc kỷ rất lớn ạ, có thể giúp đỡ cho tác phẩm của chúng ta vững chắc hơn, cũng một phần là để tôn tác phẩm của chúng ta lên một tầm cao mới ạ. Tác phẩm liền khối chị nhé. Và chị nhìn đây ạ, chú hổ của chúng ta đây, toàn bộ chiếc đuôi và tác phẩm này đều là liền hết ạ. Vân gỗ chị nhìn này ạ, cực kỳ già đanh luôn, quá tuyệt vời ạ. Vâng, chỉ có 24 triệu đồng cho tác phẩm này thôi chị nhé. Những anh chị nào hữu duyên muốn sở hữu tác phẩm này về, hãy comment chữ chốt kèm theo số điện thoại xuống bên dưới ạ. Hoặc nếu anh chị ở gần, giúp em có thể đến trực tiếp giúp em để xem tác phẩm và có thể dinh về luôn chị nhé. Và với tác phẩm lớn như thế này thì quá trình vận chuyển của chúng ta sẽ mất là rất khá nhiều thời gian ạ. Và nhất trong mùa dịch Covid-19 này, những anh chị nào muốn chốt thì hãy nhanh tay lên đi ạ. Thì không một thời gian nữa phong tỏa thì anh chị chốt thì sẽ lại phải đợi một thời gian nữa mới có thể chuyển được đi ạ. Vâng, anh chị hãy nhanh tay nhé. Một siêu phẩm như thế này, nếu chúng ta đã thích rồi mà có không gian rộng, đã có những cái món đồ gỗ phong thủy đẹp quý giá khác mà lại thiếu một tác phẩm như thế này ạ, thì rất là đáng tiếc anh chị nhé. Vâng, em xin thông báo giá lại, chỉ có 24 triệu đồng thôi. Nếu anh chị chốt, hãy comment chữ chốt kèm theo số điện thoại bên dưới. Nếu anh chị nào vẫn chưa bấm đăng ký kênh Từ Gỗ Trung Kiên thì ngay bây giờ hãy bấm một nút đăng ký ngay chị nhé, để không bỏ lỡ một video hay những buổi livestream đấu giá tác phẩm siêu đẹp của bên em ạ. Còn số điện thoại quen thuộc của bên em 0368338345 và địa chỉ của bên em nằm tại làng nghề Đông Giao, Nương Điền, Cẩm Giang, Hải Dương. Nếu chị cảm thấy tác phẩm của em VIP đẹp thì đừng tiếc cho bên em một lượt like và chia sẻ video công khai đến những trang mạng xã hội Facebook và Zalo ạ. Vâng, xin cảm ơn anh chị đã dành chút thời gian theo dõi video ủng hộ Tượng Gỗ Trung Kiên. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại chị trong những video giới thiệu sản phẩm tiếp theo ạ.